Sống đời chứng nhân. Thứ sáu ngày 28 tháng 4 2023. Hai chiếc xếp kia gặp gỡ từ bao giờ mà yêu quá chẳng rời nhau nửa bước. Nhưng xuống cát bụi cùng nhau, chung lúc bước đi, chung cả khi vệt mòn, dầu nhục vinh chẳng tìm theo người khác. Cùng chia sẻ dưới sức người trà đạp, số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc. Sống đời chứng nhân. Thứ sáu ngày 28 tháng 4 2023. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 28 tháng 4. Chúng ta cùng học nhau để tạ ơn Chúa qua tháng 4 với nhiều lễ hội, với nhiều biến cố, và nhất là tháng 4 cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ anh chị em mình một tháng được bình an để chuẩn bị bước vào tháng 5, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Nhật ký lòng thương xót Chúa ngày hôm nay ghi nhận một tấm gương sáng của một linh mục gọi là cha Marcellinus Agot ở Indonesia, hoạt động giúp giảm tỷ lệ tử vong các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Thưa anh chị em và các bạn, có một tổ chức độc lập được đồng sáng lập bởi cha Marcellinus Agot, một linh mục ở tỉnh Đông Nusa, Indonesia, nơi dân số phần lớn là Công giáo, đã được nhận giải thưởng từ Viện Văn hóa Hồi giáo vì hoạt động dấn thân giảm tỷ lệ tử vong các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Tư vấn Sức khỏe khu vực ở tỉnh Đông Nusa, Indonesia đã trao giải thưởng Mararip. Giải thưởng được đặt theo tên của ông Ahmad Syafi Marif, từng là một nhà trí thức, một học giả, người đứng đầu Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia, và là người sáng lập Viện Văn hóa và Nhân văn Marif. Ông Marif được biết đến với cách thức ôn hòa và tiến bộ về Hồi giáo, cũng như phản đối ảnh hưởng trực tiếp của Hồi giáo trong chính trị. Giải thưởng Marif ghi nhận hoạt động xã hội của trung tâm trong việc giúp giảm tỷ lệ tử vong của các bà mẹ qua các nhà chăm sóc được xây dựng trong khu phức hợp của các trung tâm y tế cộng đồng, được gọi là Puskesmas. Trung tâm Tư vấn Sức khỏe khu vực ở tỉnh Đông Nusa Tenggara được khởi xướng vào năm 2008 bởi cha Marcellinus Agot và một số nhân vật của công chúng, và chính thức thành lập vào năm 2013. Ngoài Trung tâm Tư vấn Sức khỏe do cha Marcellinus Agot thiết lập, hai tổ chức và một cá nhân khác cũng được nhận giải thưởng này. Cha Agot cũng là chủ tịch của Trung tâm Tư vấn Sức khỏe khu vực. Cha nói về giải thưởng này như sau: "Đây là một bất ngờ, bởi vì chúng tôi luôn làm việc cho mọi người trong âm thầm. Giải thưởng là một thách đố đối với chúng tôi. Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa trong sự tôn trọng người khác và trợ giúp mọi người không phân biệt và kỳ thị tôn giáo. Chúng ta phải tránh điều này. Cứu người bất kể họ thuộc tôn giáo nào là điều quan trọng đối với chúng tôi." Ahmad Syarif Marif là một nhân vật đặc biệt của công chúng. Ông rất khoan dung
và tôn trọng sâu sắc sự đa dạng. Vì vậy, giải thưởng khuyến khích chúng tôi tiếp tục làm sinh động tinh thần đấu tranh vì nhân loại. Theo vị linh mục 71 tuổi, hoạt động xã hội dành cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh bắt đầu từ 14 năm trước, khi ta nhận thấy ở tỉnh này tỷ lệ tử vong của các bà mẹ cao, khoảng 20 ca trong một năm. Nguyên nhân do nhiều thiếu phụ thay vì đến các bệnh viện hoặc các trung tâm dành cho họ, họ lại chọn sinh con với sự giúp đỡ của những người không có chuyên môn ở trong làng. Cha nói, mọi người đều có quyền sống. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu cuộc chiến dành sự sống của các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Phối hợp với dịch vụ y tế của chính quyền địa phương, nhóm của cha đã đi từ Puskansmas này sang Puskansmas khác trong quận để giúp cải thiện các nơi hỗ trợ các bà mẹ sinh con và cung cấp thuốc. Ngoài ra, cha cho biết một phim về sinh con an toàn trong các trung tâm y tế cộng đồng đã được sản xuất với sự hợp tác của một cơ quan Úc và được chiếu tại các ngôi làng và trung tâm. Cha nhận xét như sau. Kết quả tương đối tốt, chưa đến 20 bà mẹ và trẻ sơ sinh tử vong trong vòng một năm. Tuy nhiên, chúng tôi không dừng lại. Chúng tôi đã phát động một phong trào, trong đó mỗi tháng các gia đình hỗ trợ tiền để giúp đỡ các bà mẹ đang mang thai sinh con ở Puskansmas. Cha Gu cho biết, việc làm tiếp theo là xây dựng một nhà chăm sóc các bà mẹ trong khu phức hợp. Đây là ngôi nhà được chuẩn bị cho các bà mẹ mang thai, đặc biệt là những người ở trong các ngôi làng xa xôi. Họ có thể ở miễn phí trong trung tâm vài ngày trước khi sinh, với sự phục vụ dành cho họ là phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và phòng tắm. Do đó, họ có thể sinh con trong một Puskansmas với sự giúp đỡ từ một nữ hộ sinh. 17 trong số 22 khu phức hợp trong huyện đã có một ngôi nhà như vậy. Cha hy vọng có thể xây dựng thêm 3 cơ sở nữa vào năm tới. Adrianus Ojo, thư ký văn phòng dịch vụ y tế của quận, đã gọi cha Ago và các cộng sự viên, những người khởi xướng trung tâm tư vấn là mẫu gương thực sự. Adrianus Ojo nói, họ có hành động cụ thể. Họ khuyến khích chúng tôi, những công chức, cũng tham gia vào một cuộc chiến tương tự. Chúng ta được kêu gọi để phục vụ dân chúng. Chúng tôi cảm thấy được thôi thúc để phục vụ và không chỉ nghĩ về tiền bạc. Thưa anh chị em, đó là một trang nhật ký của lòng Chúa thương xót, được viết bởi một linh mục công giáo đang ở trong một quốc gia Hồi giáo. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo. Số người công giáo ở đó rất là ít. Ấy thế mà một linh mục lại được một giải thưởng của bên cơ quan tổ chức Hồi giáo. Một linh mục công giáo được nhìn nhận bởi chính những người Hồi giáo đã gọi cha và những người cộng tác là mẫu gương thực sự. Họ có hành động cụ thể. Họ khuyến khích chúng tôi cũng tham gia vào một cuộc chiến tương tự, rồi được kêu gọi để phục vụ dân chúng. Chúng tôi cảm thấy qua tấm gương của cha đó và tổ chức ấy được thôi thúc để phục vụ và không chỉ nghĩ gì về tiền bạc. Thưa anh chị em, ước mong có nhiều mục tử của lòng thương xót Chúa như vậy. Sống giữa một quốc gia Hồi giáo, người ta rất là kỳ thị công giáo và hoạt động của mình khó được nhìn nhận. Ấy thế mà nhờ hoạt động hữu hiệu, liên lỉ, âm thầm và kiên nhẫn, thể hiện lòng thương xót qua việc rất cụ thể là chăm sóc các bà mẹ mang thai để họ được sinh con khỏe mạnh an toàn và chăm sóc các bé sơ sinh không có bị chết yểu. Rõ ràng cụ thể là như vậy. Vì những khu làng đấy, người dân ấy quá nghèo, quá khổ và hiểu biết về y tế cũng như là những phương tiện không có,
Cho nên nhiều bà mẹ sinh con, rồi bà mẹ chết, đứa bé cũng chết. Có điều khi mà chúng tôi đi công tác bác ái về những khu của những người dân tộc chẳng hạn, mới thấy là chỉ có Chúa, chỉ có trời nuôi họ thôi. Họ chẳng có những phương tiện dụng cụ y tế, hiểu biết cũng nông cạn lắm. Ấy thế nhưng mà sinh con rất khỏe. Sinh gia đình nào trung bình là 6, tối đa là 16 đến 20. Cứ năm 1, có khi là 2, năm 3 nữa không chừng. Rất là khỏe, khỏe lắm. Hồi tôi đi nông trường cũng vậy, các em ở miền quê mới có bầu đang cố đất chung với tôi, nói chú Long, tuần sau cháu đi sinh rồi. Ông đi sinh mà còn đang cố đất làm sao, cố đất lấy gì sống. Tuần sau cháu sinh rồi chú Long. Sinh rồi, cái nó sinh xong cái lại đi thấy mấy bữa sau lại thấy đi cố đất. Nó sao sinh vợ rồi, trai gái anh trai, nó rồi, nó nằm nhà. Rồi sao đi đâu, đi cố đất chứ cố đất lấy gì sống. Nó cứ khỏe vậy thưa anh chị em. Rồi sau đó khi chúng tôi làm hoạt cảnh dân sinh, tìm đâu được Chúa Giêsu hài đồng bây giờ. Mà phải là Chúa Giêsu sống động chứ. Ra nói nó là tí đèn bán nước mía, nó tí đèn cho chú mượn con cháu. Mà làm gì? Làm Chúa. Ôi trời ơi, có ngoại đạo mà sao nó làm Chúa được? Kể nó chưa rửa tội sao là Chúa? Kể nó, Chúa không có đạo cũng được, chơi luôn. Nó cho mượn. Bé ngoan làm Chúa cứ nằm im, chẳng khóc lóc gì cả, cứ vui vẻ vậy. Thì thưa anh chị em, đôi khi mình truyền giáo không phải chỉ trong nhà thờ, không phải chỉ trong những bài giảng, không phải chỉ trong những lý thuyết hay là những giáo thuyết hay những giáo lý, mà bằng chính những hoạt động cụ thể bác ái như thế. Và chúng tôi thấy rằng là đó là động cơ mà giúp anh em chúng tôi suốt 15 năm liên lỉ đi những chuyến công tác bác ái. Có những mái ấm chúng tôi thành lập để cho những bà mẹ lỡ lầm, gọi là mái ấm Giêsu. Thường là mấy cô mà lỡ lầm, hoặc là những người bà mẹ mà mang thai bất đắc dĩ, họ muốn bỏ cái thai ấy đi, muốn phá bỏ, thì chúng tôi mời họ đến ăn ở miễn phí hoàn toàn trong thời gian 3 hoặc đến 6 tháng. Thì sinh xong đứa bé đó rồi thì họ có quyền đưa về hoặc để lại, nhưng mà miễn sao họ đừng giết đứa bé đó thì thôi. Họ, mấy bà mẹ không có bị ai biết, không, họ không muốn cho ai biết, họ âm thầm lặng lẽ trong mái ấm đó, rồi cầu nguyện, làm việc, rồi khi sinh con, nuôi con, rồi tùy muốn đưa về thì đưa hoặc để lại thì để. Tới bây giờ vẫn hoạt động âm thầm lặng lẽ như thế. Điểm nữa là chúng ta thấy thường đáng lẽ một hoạt động này một người giáo dân hay là một phụ nữ thì hay hơn, mà đây là một linh mục đứng lên chủ sướng cái việc đó. Vì thế mà một người mục tử không có nề quản bất cứ công việc gì. Đừng nghĩ rằng tôi là linh mục thì phải làm cái việc giảng dạy và cái việc bí tích. Còn cái việc mà lo cho các bà mẹ sơ sinh với lại các em sơ sinh này thì không xứng hợp chẳng hạn. Đối với Chúa, lòng thương xót không giới hạn. Cho nên chính cha đó nói rằng là mọi người đều có quyền sống. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu cuộc chiến dành sự sống cho các bà mẹ sơ sinh. Và chúng tôi phải cố gắng hơn nữa trong sự tôn trọng người khác và trợ giúp mọi người, không phân biệt và kỳ thị tôn giáo, cứu người bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Cứu người bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Cho nên lòng thương xót của Chúa không dừng lại nơi người này, người kia, tổ chức này, tổ chức nọ, nhưng mà lan tỏa hết tất cả mọi người, đặc biệt là những con người tội lỗi, ốm đau, bệnh tật, những con người bị bỏ rơi, những con người bị bỏ sót, những con người bị bỏ quên, những con người không ai màng tới. Thì Chúa mời gọi chúng ta, những tông đồ lòng Chúa thương xót, đến với họ, đón nhận họ và tìm mọi cách đưa họ về với lòng thương xót của Chúa, nghĩa là cho họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hành động xót thương của mỗi một người chúng ta. Thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Phượng. Đây là một trang nhật ký. Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1999. Gia đình con có 5 người. Bố con là Du Xe Nguyễn Văn Tuấn. Bố con đã đột ngột qua đời ngày 22 tháng 2 năm 2020. Bố con qua đời trước 3 ngày khi con sang Nhật làm việc. Con vô cùng đau khổ và sốc, dường như tuyệt vọng. Con luôn nhớ đến bố con. Con đã khóc rất nhiều.
con mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống Nhật Bản của con chẳng dễ dàng gì. Mọi thứ thật sự rất khó khăn đối với con. Nhưng thật là tuyệt vời khi sang đến chỗ ở của con rất gần nhà thờ. Hàng tuần, Chủ nhật, con đều đến nhà thờ dự lễ, nói chuyện với mọi người. Và con được vinh dự phục vụ ở đó trong việc đọc sách nhà thờ. Con thấy rất hạnh phúc. Trước cửa nhà thờ có một tu viện, trong đó có hai sơ, sơ Narita và sơ Hayasaka. Lần đầu tiên con gặp sơ Narita, sơ đã bắt chuyện với con, hỏi han rất nhiều. Sơ đã giúp đỡ con rất nhiều, con thật sự may mắn. Khoảng một thời gian sau thì sơ Hayasaka đã dạy cho con tiếng Nhật. Sau mỗi thánh lễ kết thúc, con vào tu viện được sơ dạy và chỉ bảo con rất nhiều điều, gần 3 năm như vậy. Đã giúp con vượt qua được khủng hoảng của bản thân. Con đã biết cầu nguyện và cậy trông vào Chúa. Con tin vào lòng thương xót của Chúa. Con hàng tha thiết suối lòng thương xót Chúa tuôn đổ xuống trên tấm thân mọn hèn của con. Con luôn tin sống hạnh phúc là cách báo hiếu tốt nhất với bố con. Mặc dù nỗi đau chưa nguôi ngoai, nhưng con luôn tin rằng một ngày nào đó con sẽ sống thật tốt và hạnh phúc. Xin cha hãy thương xót chúng con và cầu nguyện cho cha mẹ anh chị em của con luôn được bình an trong tin yêu Chúa. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa lòng thương xót như vậy. Bị sốc vì bố chết 3 ngày trước khi sang Nhật để lao động. Rồi sang Nhật chẳng biết gì cả, vừa bị khủng hoảng tinh thần, tâm lý, rồi tiếng tăm ngôn ngữ, mọi cái đều xa lạ. Ấy vậy mà ta mới thấy được rằng là nơi đâu có nhà thờ Công giáo, mình cảm thấy như đó là một chỗ dựa an toàn. Tôi đi sang nước ngoài, sống học làm việc ở đó cũng 7-8 năm, cũng đi nhiều nước. Thì mỗi lần đi đâu mà cứ nhìn thấy có nhà thờ Công giáo là cảm thấy như là có cái gì đó an toàn. Có lần chúng tôi đi hành hương sang Mỹ Du mà không biết đường mà cứ lái xe hơi đi. Đi xuyên qua rừng này, xuyên qua biên giới này, biên giới kia, đi mù mịt thăm thẳm. Nhưng mà trời nó lạnh mà cứ thấy có cái cây thánh giá là thấy tự nhiên có cái gì đó an toàn. Chạy đến đó, hỏi han rồi hỏi thăm, rồi tìm sự giúp đỡ, thấy hầu hết là được đón tiếp. Dù họ chả biết mình, hai bên, một bên thì nói tiếng Việt, một bên thì nói tiếng gì đó, Serbia với lại Slovakia gì đó, đâu có hiểu với nhau đâu. Chỉ làm dấu hiệu với nhau thôi mà cũng cho ở, cho ngủ rồi cho ăn, cho đỡ lạnh. Trời tuyết lạnh lắm, ngủ ngoài trời, ngoài xe sao chịu nổi. Đó, thưa anh chị em, những người Công giáo mình làm sao mà cho người ta thấy được là đây là dấu chỉ của lòng thương xót. Để gặp được người Công giáo, mình nhất là làm được gặp được tông đồ lòng thương xót, người ta cảm thấy an tâm, an vui. Cho nên tôi nói với anh em của Cà Phê Khát Vọng là chúng ta lấy tên là Khát Vọng Lòng Thương Xót, phải làm sao cho người ta đến đó người ta thấy được tâm lòng thương xót qua việc phục vụ của anh em. Một dù là chỉ là một ly cà phê, một ly trà, một lời chào, một lời hỏi, hay là một bài hát, hay là một câu kinh, miễn sao qua đó người ta thấy được lòng thương xót. Mình chẳng cần nói, chẳng cần nói, nhiều khi nói nó phản cảm, nhiều khi nói thành phản chứng, nói mà có làm đâu. Còn đây mình làm, người ta sẽ thấy rằng là mình nói bằng hành động, bằng cử chỉ của mình. Giống như hai bà sơ người Nhật này đối với con bé này, có quen biết gì nó đâu mà dạy dỗ nó suốt 3 năm vậy đấy. Sang đó mà học tiếng nước ngoài, đi học ngoại ngữ, tiền đâu mà học, rồi làm sao mà đi làm. Ấy thế mà giúp cho nó, để nó từ cái việc mà đang khóc lóc, buồn phiền, tự kỷ và nghĩ trầm cảm vì mất bố, thay đổi một lối suy nghĩ là con sẽ sống hạnh phúc. Và đó là cách để mà con báo hiếu bố con. Chắc chắn bố con sẽ rất vui khi thấy con sống hạnh phúc. Chứ không phải là cứ ngồi đó mà khóc lóc bố vậy mới là có hiếu, không có đâu. Thôi giờ con chả làm ăn gì nữa, nhà con qua đời thôi, con buồn chán lắm chà. Tôi suốt ngày ngồi buồn chán khóc lóc nhớ thương chồng, rồi ra mộ cứ ngồi đó mà đội mưa đội nắng được cái gì.
rồi xây cái mồ cho to, mượn tiền vay nợ để mà làm cái mả cho to, để hãnh diện với người khác để người ta khỏi cười, để được cái gì? Cách tốt nhất là chăm sóc con của mình. Và cách tốt nhất là mình sống hạnh phúc. Mình càng sống hạnh phúc bao nhiêu thì người thân của mình càng vui mừng bấy nhiêu. Chứ không phải là mình ngồi đó mình khóc lóc mới gọi là báo hiếu, mới gọi là tình nghĩa. Không có. Càng sống hạnh phúc bao nhiêu thì người thân ra đi càng mỉm cười bấy nhiêu. Gọi là mỉm cười nơi chín suối. Có nhiều người không đi được vì nghĩ đến người thân mình, còn mấy đứa con sao sao. Mấy người xin tôi cầu nguyện cũng cho ấy cầu nguyện cho đi. Bà ấy có còn hai đứa con nữa mà giờ chỉ bị ung thư thời kỳ cuối rồi, giờ bà ấy đi thì hai đứa con nó như thế nào? Đó. Hầu hết là những người mà họ bệnh hay là họ sắp qua đời, họ chỉ nghĩ đến người sống sẽ sống như thế nào mà thôi. Và cách tốt nhất là mình sống vui, sống bình an, sống hạnh phúc. Đó là cách tốt nhất để nhớ, để báo hiếu hay là để ghi ơn, ghi công gì người đã qua đời. Con là Hồ Thị Thu Hiền ở Biên Hòa. Con biết cha rất bận nên không dám làm phiền nhiều. Chỉ mong cha nhận được tin nhắn của con là con vui rồi. Ngày lễ phục sinh con cũng đi nhà thờ, cũng nghe cha giảng, cũng muốn thì thầm với Chúa. Nhưng trong nhà thờ con không phải là người có đạo, cho nên con chỉ âm thầm ra tượng đài Đức Mẹ mà xin Đức Mẹ soi sáng, chỉ đường dẫn lối cho con đến với Chúa và mong tìm được người hướng dẫn cho con. Ngày 14 tháng 4 vừa rồi, con không đến được với quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót vì con đau dạ dày nhiều lắm. Xin cha cầu nguyện Chúa giúp con sớm lành. Con tin Chúa sẽ thương con. Cha nói mình xác tín vào Chúa, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Chúa vẫn thương. Mỗi khi con bị nghiêng ngả, chao đảo, con lại nghe cha giảng, con lại tín thác hơn. Cha là người truyền cho con lòng tin bất tận. Cha đã khai sáng cho gia đình con. Chồng và các con của con đều cầu nguyện hàng ngày cho dù đi đâu. Ai cũng hỏi con là người có đạo hay sao mà đọc kinh rồi treo ảnh Chúa hay vậy. Con chỉ nói đến Chúa là con thấy bình an, sáng suốt và hạnh phúc rồi. Dù đạo nào không quan trọng. Con nói với họ như thế. Được không cha? Được không? Thưa anh chị em, một người không có đạo nói như thế đấy. Một người không có đạo nói như thế đấy. Còn không biết là chúng ta thì sao? Một người không có đạo mà nói rằng là con mỗi khi nghiêng ngả con lại nghe những bài giảng mà con lại tín thác, và chồng con và con bây giờ đều cầu nguyện hàng ngày cho dù đi đâu. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy dù có vất vả thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ cố gắng gửi đến cho anh chị em những món ăn tinh thần mỗi ngày. Vì họ nói rằng là nhờ đó mà truyền được cho họ niềm tín thác vào Chúa. Truyền cho họ niềm tín thác vào Chúa. Cho nên khi mà chúng tôi tín thác tuyệt đối vào Chúa, chúng tôi làm những công việc này, thì Chúa sẽ ban ơn cho những người đón nhận họ. Họ đón nhận. Còn chúng tôi chỉ biết làm với tất cả lòng thành của mình, với tất cả khả năng của mình, với tất cả nén bạc mà Chúa trao, con đã tận dụng hết. Còn phần còn lại lạy Chúa. Con là người gieo, Chúa mới làm cho mọc, Chúa mới làm cho lớn lên trong lòng mỗi người. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Vừa rồi chúng tôi gặp một nhóm những người đến nói thưa cha, con lần trước ghé thăm cha mà cha đi tĩnh tâm không gặp, hôm nay con mạo muội lên đây. Nói chị ở đâu? Thưa cha, con ở Trà Vinh. Hôm nay con 42 tuổi. Bảo chưa đến có việc gì đấy. Bảo hồi lần trước con đến mà gặp cha để tạ ơn mà không gặp. Hôm nay con lên lần thứ hai là để tạ ơn Chúa và báo cho cha một tin vui. Đấy là hồi ở Nhà Bè, lúc đó con bị nhiễm HIV. Con có thai. Con không biết là con mang thai. Rồi ai cũng nói là chắc chắn đứa bé nào sẽ bị lây nhiễm thôi. Con mới sợ quá, con lên xin cầu nguyện. Rồi con về, con sinh đứa bé. Bảo giờ đứa bé nó sao rồi? Thì thưa cha, bây giờ nó được 3 tuổi hơn rồi. Nó khỏe mạnh lắm mà nó không bị lây nhiễm HIV từ con. Cho nên đó là một niềm vui mà con muốn đến để mà tạ ơn Chúa.
Điểm thứ hai nữa là con cũng nói ra cho cha biết là nhờ có ơn Chúa mà con mới được bình an như hôm nay. Và sao vậy? Tại vì thưa cha, con bị ung thư trực tràng. Ung thư trực tràng rồi nó di căn tùm lum hết. Bên trong con cắt gần hết rồi. Bảo cắt cái gì? Bảo cắt ruột già, cắt ruột non, rồi cắt tử cung, rồi cắt buồng trứng. Rồi bây giờ nó di căn qua phổi. Mà là có một cái điều lạ lùng đó là dù vậy, con vẫn được có sự bình an. Bây giờ thì con đang hóa trị rồi xạ trị. Từ Trà Vinh đến đây, người rất là khỏe mạnh, vui vẻ. Con đến để xin ra cầu nguyện, để con tiếp tục người điều trị. Và nếu Chúa thương cho được gặp thầy, gặp thuốc, con được bình phục để con làm chứng cho Chúa. Nếu Chúa cứ để cho con bệnh và Chúa cất con về, thì con cũng được ra đi bình an. Rất tuyệt vời như vậy, thưa anh chị em. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Có một câu chuyện vui như thế này. Rồi sáng này có hai bà sơ đến gặp. Hồi thứ cha, con gặp cha Trúc. Bà sơ có chuyện gì đấy? Bảo ba má con ở bên Mỹ gửi quà để làm việc bác ái. Vì nghe tin tháng 5 này cha sắp đi công tác bác ái, phải không? Bảo có. Tháng 5 này thì chúng tôi sẽ đi công tác 2 ngày. Là ngày mùng 6 tháng 5, là thứ bảy, là đi dưới Cần Thơ, Sóc Trăng gì đó. Rồi đến ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 5, thứ bảy là mùng 7 và Chủ nhật là mùng 8 tháng 5. Thì chúng tôi sẽ đi một chuyến là một ngày và một chuyến là 2 ngày. Đi Sóc Trăng, Cần Thơ và Trà Vinh để thăm và tặng quà. Mà hầu hết là những người không Công giáo, họ là những Khmer, người Campuchia về theo đạo Phật là nhiều. Rồi sau đó là vô trong chùa phát quà, kết thúc và cầu nguyện ở trong chùa. Nói nghe tin như thế thì ba má con mới gửi về làm việc bác ái, bảo con đưa tới. Bảo ba con là 81 tuổi rồi, mẹ con là 80 rồi. Và mẹ con có 3 cái máy của cha. Nói còn cái nào gửi sang cho bà, bỏ để phòng lỡ nó hư. Rồi phòng khách một cái, phòng ngủ một cái, nhà vệ sinh một cái để bà vừa tắm vừa nghe. Rồi vừa phòng ngủ vừa nghe, vừa phòng khách vừa nghe. Nghe suốt cắm kia tắt cái này và một mình bà mở được hết. Không có con cháu gì, hai ông bà cứ thay phiên nhau mở cho nhau nghe. Nhưng mà có một cái điều như thế này, nó vui thế này. Là con đang cầm cái tiền xin lễ, bảo tiền xin lễ gì? Đó là bác của con đó. Bác cái năm nay là, bác tên là bác Tụng, 84 tuổi rồi. Lúc con về Mỹ con thăm bác cái năm ngoái, bác cái bị ung thư phổi. Rồi nó di căn qua não, một cái khối u trên não như thế này. Nhìn người bác ấy đau từ rồi chân lên tới đỉnh đầu, di căn chạy hết, bảo ung thư nó đau lắm. Bác nghe máy của cha riết, mà nhờ đó mà bác cái bình an được, chịu đựng được cơn đau, vượt qua được cơn đau. Thì bác có gửi con tiền làm bác ái. Con thấy bác ấy sắp chết rồi, con mới lại không lấy hết gửi bác ái, mà con giữ lại một ít để lỡ mà bác ấy qua đời, con xin lễ cho bác ấy. Giữ lại một ít để là xin lễ, còn ít làm bác ái. Rồi bác ấy nói coi như chuẩn bị do cuối rồi, di căn lên tới não u cục như vậy rồi mà. Thế thì bảo bây giờ sao? Bây giờ linh hồn gì? Bảo không, bác ấy chưa có linh hồn. Bảo sao lại chưa có linh hồn? Không, lại chưa có chết. Giờ bác ấy sống mà không như vậy mà còn sống khỏe nữa. Vui vẻ, con nói chuyện qua điện thoại vui vẻ. Chưa chết. Bảo giờ chết sao? Thì vậy con đang giữ tiền đây mà chờ bác chết con xin mà bác chưa chết. Thì tôi nói vậy chứ sơ có báo cho bác ấy là còn giữ tiền để xin lễ bác ấy chết. Bảo không, không, con không dám nói bác là chết. Bảo chú có chết xem giữ tiền xin lễ cầu cho linh hồn. Rồi con thấy là 99% là chết rồi. Con đến nhìn bảo thì con về được Việt Nam trở lại chừng mấy bữa nữa là chết thôi. Vậy mà tới giờ cả năm rồi gọi điện thoại bố con bảo ba con sống khỏe lắm. Vui vẻ nói chuyện kha kha cười như vậy. Nói mà con vẫn giấu chưa dám nói là giữ tiền xin lễ. Tôi bảo thì xin lễ tạ ơn đi. Thay vì lễ cầu nguyện cho linh hồn của bác ấy. Sớ cười. Rồi có một người nữa đến gặp.
Anh tên là Nguyễn Hồng Khanh, 55 tuổi, ở bên Hà Nội. Bay từ ngoài Hà Nội vô, bảo với cha con mới gặp. Bảo sao? Con bị ung thư phổi. Và đi xét nghiệm thì họ kết luận là ác tính, khối u ác tính. Bệnh viện Hà Nội đã khám chẩn đoán rất là kỹ và gửi về với gia đình để chuẩn bị lo hậu sự thôi. Họ không làm gì được hơn nữa. Đến mùng 3 Tết thì anh con thấy vậy mới gửi tin nhắn cho cha và được cha trả lời là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện. Thì từ tối hôm mà nhận được cái tin nhắn đó là cái chỗ đau nó còn đau mạnh hơn nữa. Con mới thấy bảo trời ơi, mình xin cầu nguyện để cho giảm bớt cơn đau mà khối u ác tính giai đoạn cuối như thế này mà đau như vậy sao chịu nổi. Vừa mới xin cầu nguyện xong thì cơn đau nó lên. Đau từ ngày mùng 3 cho tới ngày mùng 5 Tết. Không chịu nổi nữa mới đem lên bệnh viện Hà Nội cấp cứu. Đi đến Hà Nội cấp cứu thì tưởng là cái khối u nó bị vỡ, nó mới đau khủng khiếp như thế này. Thì khi mà lên bệnh viện rồi thì họ xét nghiệm xong rồi bảo không, chả sao cả. Rồi con mê man luôn, đau quá mê man luôn. Họ khám bảo chẳng thấy sao cả, cho liều thuốc uống. Rồi 3 ngày sau thì con tỉnh dậy và bây giờ con khỏe tới giờ. Con thấy lạ quá, con mới bay từ Hà Nội vô để con nói tạ ơn Chúa rồi thôi. Giờ con đi về, ra phi trường đi về. Còn bệnh Chúa chữa cho như thế nào, hay là Chúa cất đi lúc nào, hay là Chúa làm sao con không có biết. Nhưng mà con chỉ biết là có sự kiện nó thấy, con thấy lạ quá, con thấy chỉ có ơn của Chúa thôi. Chứ còn nó đau như thế, chỉ có khối u nó vỡ ra mà nó không vỡ, không biết gì cả. Bác sĩ bảo không sao cả, mình cứ đi về đi. Mà tới giờ con vẫn về và sống khỏe tới giờ. Con đến để hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi cái hay một chỗ này, có hai anh thanh niên dắt nhau đến. Cái anh thanh niên kia thì tôi quen, anh ấy bán chè Thái. Anh biết tôi thích ăn chè, nói luôn cha thích ăn chè, nói con. Nói con đem đến không phải là 1 ly mà 10 ly để cho nhóm mà đi quay phim nó ăn chung với cha cho vui và được. Đến đây thì lâu anh đưa chè Thái đến. Rồi mẹ anh bảo là thằng con nó có chuyện gì nó muốn nói với cha sao ấy. Bảo thì bỏ nó đến đi. Thì sáng nay anh dắt anh bạn đến. Bảo có chè không? Bảo không, nói con không đem chè mà con đem người đến. Bảo ai vậy? Bảo đây là những người cháu của con. Thằng con trai nó 41 tuổi à? Cháu họ 41 tuổi. Bảo nó đang làm gì? Bảo nó đang bán chè cho con. Con nó từ Lâm Đồng. Rồi nó thất nghiệp đủ mọi thứ hết. Cái con mới lôi nó về Sài Gòn. Thôi phụ con bán chè. Hai bên nương nhau mà sống qua ngày. Thì bảo sao hôm nay nó đến đây. Bảo con dắt nó đến đây với mục đích là để cho nó gặp cha thôi. Bảo sao vậy? Vậy thưa cha, chẳng giấu gì cha, nó bỏ đạo lâu lắm rồi. Bỏ đạo lâu lắm rồi. Tôi mới nói, gặp anh ngồi im bảo sao? Bỏ bao nhiêu năm rồi? Thưa cha, 20 năm rồi. Hôm nay bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 41 tuổi. Bỏ đạo 20 năm rồi. Bảo sao vậy? 20 năm là lấy vợ xong rồi cứ lao vào đi làm, cứ thất bại rồi lại đi làm, cứ thất bại đi làm. Cuối cùng thì càng làm mà càng thất bại, mà càng thất bại thì càng đi làm, mà càng đi làm thì càng bỏ Chúa. Lý do là gì? Là không có thời giờ. Lý do là kiếm tiền đã. Rồi nghĩ rằng là khi mình kiếm tiền được rồi mình sẽ quay về với Chúa cảm ơn. Nhưng mà con càng cảm thấy rằng là càng xa lìa Chúa bao nhiêu thì mình làm ăn càng lụi bại bấy nhiêu. Chứ không phải là mình lao vào mình làm ăn rồi có tiền rồi mình mới quay về với Chúa. Khác cha ơi, bây giờ con mới thấy khác. Và đó cũng là cái điều mà nhiều người ngày hôm nay vít vào lý do là tôi phải có công ăn việc làm đã, rồi tôi mới quay về với Chúa, có thực mới vượt được đạo. Cha ơi giờ bận lắm, cha ơi giờ đâu mà lễ lại kinh kệ, con bận lắm. Được thì cứ bận đi, càng bận bao nhiêu, càng lao vào bao nhiêu thì càng bất an. Và càng bất an thì làm cũng không có thành công. Đó là một cái thực sự như thế. Để nói với anh chị em ngày hôm nay rằng là mình đừng có lấy lý do là có thực mới vực được đạo rồi cứ lao vào làm ăn, lao vào làm ăn. Nghĩ rằng là bàn tay ta làm nên tất cả.
có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cuối cùng lao vào đá vẫn đá, chẳng thấy cơm đâu cả. Chỉ thấy mình đá cá lăn dưa thì có. Anh mới bảo con mới bí quá, buồn quá. Con mới lên mạng lướt web chơi vui. Tình cờ đụng vào chỗ nào là lòng thương xót, có thể nghe cha giảng. Nghe giảng thì đúng lúc thằng người cậu này nói mày không có quan việc làm thì vô đây bán chè. Thế vô bán chè rồi thằng đó nó cứ mở lại. Cô mới nghe lại xong nó bảo hay quá, muốn gặp không? Đằng sau gặp được thì nó bảo để nó dắt lên. Thì hôm nay dắt con lên để gặp cha. Tôi nói vậy thì giờ sao? Cô muốn xin tội không? Muốn xin tội không? Được không cha? Bảo được chứ, có gì ngăn cản, có gì ngăn trở mà con không xin tội bây giờ được. Con tưởng phải chuẩn bị phải gì chứ, bảo không. Con được Chúa tác động thì lo ngồi được kia sân mình đi xin tội đi. Chứ về nhà khất khứa, khất lần, khất lửa đó, là quên luôn, làm luôn. Nói được, vậy con ngồi kia giải dọn mình thì tí con xin tội. Và kết thúc là hai cậu cháu rất là vui. Đến mức độ mà bắn trẻ, nó con không thể ngờ được cha ơi. Con chỉ dắt lên là để nó gặp cha cho nó vui thôi. Vì biết rằng nó khổ lắm. Ai nói nó nghe được đâu. Nó thất bại, nó chán nản, nó bỏ nản lòng lắm. Mà hôm nay con lên nó con vui quá, con làm được chuyện này con vui quá. Nó cứ còn vui quá, thì con không ngờ là nó còn vui hơn cái thằng kia. Vui hơn thằng kia, nó không nghĩ là thằng kia nó quay về. Tôi nói với nó là mày vui vậy chứ cả triều thần thiên quốc còn vui hơn con. Con nhớ, mình con quay trở về như thế này, cả triều thần thiên quốc, Chúa vui biết chừng nào. Rồi người lành trên trần thế vui biết chừng nào. Và hơn nữa là con nhớ là con làm công việc thánh kinh nói mà, nếu con đưa một linh hồn quay trở về với Chúa thì con cứu được linh hồn của con và xóa hết tội lỗi của con. Tuyệt vời lắm. Vì thế mà Chúa mới mời gọi mỗi người chúng ta là hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó. Khi mà chị loan truyền lòng thương xót Chúa trong quán cà phê của chị chẳng hạn, mà một người họ đang là tuyệt vọng, họ đang là chán nản, mà họ vô quán cà phê họ nghe một bài nhạc, hoặc là nghe một bài giảng trong đó, hoặc là họ lên góc phòng thì thầm, họ ngồi nhìn lên Chúa giữa trời mây nước bao la. Tôi lên trên cái quán đó, tôi thấy bây giờ anh em cũng có sáng kiến làm thành cái phòng mà nơi đó mình vô giống như là bước vào một cái thế giới. Thấy mây nước suối đủ thứ hết và Chúa đứng ở giữa đó. Giữa một cái vũ trụ bao la, có đủ hoa, lá, cây, cỏ, suối, nước, đủ mọi thứ. Chúa đang ở đó. Và mình đến đó mình dìm vào trong đó. Và cũng hay, sáng kiến này cũng hay. Để cho người ta đến uống cà phê mà ta gặp được Chúa. Và nếu ta gặp được Chúa ta quay trở về. Mình quán mình làm 10 năm mà chưa được một người quay trở về cũng còn lời rồi chứ đừng nói. Anh em thấy không? Các anh em phải xác tín điều đó. Xác tín là mình làm vì mục đích đó. Chứ không phải chỉ chuyện mà kinh doanh lợi nhuận. Khi mình làm được một người quay trở về thôi, cả triều thần thiên quốc vui mừng rồi. Cứu được mình và xóa được tội lỗi của mình nữa. Nó cứ nói vui quá là như vậy. Và dĩ nhiên tôi cũng mừng thầm mà muốn nhảy tưng lên. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu là những đau khổ nhọc nhằn của mình trôi theo mấy nước hết. Rồi có một ông tên là, ông ấy tên là Giuse Lê Quang Thịnh. Ông ấy 71 tuổi. Nói con ở Bảo Vinh, Long Khánh. Con là người ngoại đạo. Vợ con là Huỳnh Thị Thu, 69 tuổi. Cũng ngoại đạo luôn. Cả hai vợ chồng được ơn của Chúa. Hai người bị bệnh. Người thì mất ngủ, triền miên. Người thì viêm xoang. Người thì đau lưng, sống cổ. Người thì mắt có cườm. Người thì thiếu máu não. Và cả hai đều là mất ngủ triền miên. Hết thuốc này đến thuốc kia cũng chẳng được. Mà uống thuốc an thần thì uống riết người nó đờ luôn. Thuốc ngủ là càng uống vô lần cái não mình nó càng dần dần nó cứng lại luôn. Đờ luôn, chỉ có mờ khờ khờ rồi ngủ. Rồi cuối cùng người ta mới giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho hai vợ chồng. Họ đến, họ cầu nguyện. Cứ mỗi tháng họ đến đó một lần, đến giáo điểm suốt 3 năm trời.
suốt 3 năm liền hai vợ chồng con cha có tưởng tượng không? Bây giờ con quay lại đây con nói cho cha biết, cho cha vui. Những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Suốt 3 năm liền hai vợ chồng con ngoại đạo, mà con là một thiếu úy đặc công 12 năm 7 tháng mới về hưu. Suốt 2-3 năm trời chúng con đến đó cứ tháng lần, sáng đi tối về, sáng đi tối về. Vậy mà về nhà bắt đầu ngủ ngon, vậy mà về nhà gặp thầy gặp thuốc, về nhà khỏe mạnh, bệnh tật tiêu tan. Cuối cùng khi mà cha về trung tâm mục vụ, chúng con bắt đầu xin đi học đạo và đã được rửa tội ngày 7 tháng 10 năm 2019. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Và đứa con gái của con là Lê Huỳnh Kim Ngân, 12 tuổi, cũng rửa tội ngày đó với con, hai vợ chồng với một đứa con, 7 tháng 10, 2019. Mà thôi, con nói thôi, bây giờ con đi về. Con chỉ nói vậy thôi. Tôi cho biết là những cái hoa trái mình làm, cha đừng có thấy là mình bị thế này, bị thế nọ, thế kia, không được tiếp tục như là mình dự tính dự trù. Mà Chúa làm kết quả nó hơn những gì mà cha và chúng con mong ước. Cho nên Chúa thay đổi cách này, thay đổi cách kia, miễn là lợi cho các linh hồn thì thôi chứ, miễn là linh hồn người ta được cứu thì thôi chứ. Bây giờ ở trong 4 bức tường mà giảng cho cả thế giới cũng đâu hơn, còn hơn là đứng ở một chỗ nào đó, Nhà Bè hay là Chi Hòa hay là Huyện Sĩ, mà chỉ giảng cho được giỏi lắm mà tối đa là 50.000 người đi. Tối đa 50.000 người, còn bây giờ cả mấy trăm ngàn người, cái nào hơn? Mà không chỉ Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, mà cả hơn 100 nước họ đón họ nghe. Rồi người này truyền cho người kia truyền cho người nọ. Nó còn nằm trong phương tiện truyền thông, nó đâu có mất đi đâu. Thế không ạ? Đâu mất đi đâu đâu. Mình thấy vui lắm thưa anh chị em. Làm những công việc đó mới có đủ sức mà làm chứ. Còn nếu mà không, chị em ngồi mà cứ ngày nào cũng ngồi trong 4 bức tường mà nói thế nào? Cứ lấy gì để nói? Đúng không? Anh nói mấy nói cũng hết chứ lấy gì để mà nói nữa. Nhạc sĩ sáng tác mấy cũng ngàn bài hát là hết đấy chứ. Thế đổ ra nữa ngàn bài hát. Viết 1.000 câu chuyện tiểu thuyết, 1.000 vở kịch, đóng 1.000 cuốn phim, hát 1.000 bài hát nổi không? Bây giờ tới 5.000 bài giảng rồi về lòng thương xót Chúa. Thế đâu ra Chúa làm chứ ai làm được chuyện đó? Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Tôi biết gì mà làm thưa anh chị em. Khờ khờ này biết gì làm. Còn giờ không con? Một chị tên là Anna Trương Thị Huyền Trâm ở Fatima Bình Triệu, 37 tuổi. Đến nói thưa cha, con là người lấy chồng ngoại. Rồi sau đó con đi xài bùa Khmer. Con lao vào lấy chồng ngoại xong con bỏ đạo luôn. Cứ đi hết cúng ông bụt này, rồi đi chơi bùa nọ, chơi ngải kia, đủ thứ hết. Đến lúc mà dịch Covid nó về, đâu có đi chơi được nữa, nằm nhà rồi cứ dùng bùa nó hành cho, làm cho người điên khùng khùng. Mới người nhà mới mở cho nghe, lúc đó đâu có đi nhà thờ, đi nhà thánh gì nữa. Dịch Covid mà cách ly mà mở nghe suốt 2 năm trời, 2 năm Covid. Cuối cùng khi mà dịch Covid hết thì cũng là lúc mà cô được ơn trở lại. Anh chị em thấy không? Nếu không Covid, cô còn đi bùa cỡ nào? Thì mình nghĩ rằng Covid phải ở nhà là một cái tai họa chứ, là một cái gì bất hạnh chứ, phải không? Nhưng mà Chúa biến sự dữ thành sự lành. Đối với Chúa, chỉ trong tích tắc, sự dữ thành sự lành. Cho nên Phaolô mới bảo rằng là đối với người yêu mến Chúa thì Chúa có thể biến mọi sự trở thành, sự dữ trở thành sự lành cho những người yêu mến Chúa. Còn chúng ta nói rằng những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, tất cả là hồng ân. Chỉ có điều mình chưa nhận ra thôi. Một ngồi quán, thưa cha hôm nay ế quá, sao vậy, trời nó mưa quá, chẳng ai đi uống cà phê. Mình nghĩ rằng đó là bất hạnh ư? Phải không? Nghĩ rằng đó là lỗ lã ư? Bảo sao vậy? Nhờ đó mà anh em ngồi rảnh ra mới chịu không nghe cha giảng, chứ không nó bận quá chả nào nghe. Có tốt hơn không? Thế chưa?
Thường nhờ đó mà anh em ngồi chuyện với nhau thư giãn, chứ nhiều khi khách quá cứ lao vào, xong rồi nhiều khi công việc làm cho dễ mất lòng nhau, vì người này nói người kia nói đủ thuyết chẳng ai nghe ai, chỉ lo công việc thôi, quên mất con người. Cho nên tôi nói có những lúc rảnh rang cũng tốt, ít khách cũng tốt, để anh em có dịp thư giãn, nghỉ ngơi, đọc sách, nghe giảng và cầu nguyện, để khỏi bị cuốn vào công việc mà quên mất Chúa. Chị ấy tên là Maria Phan Thị Thành, sinh năm 1990, ở Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Chị ấy nói thưa cha, con là người mà lấy chồng có đạo, nhưng mà chồng con đạo gốc, nhưng mà gốc cây, gốc đài, đề gốc đa gì, chứ còn khô quá. Và chính vì vậy con cũng chẳng có được ướt gì cả. Thường là như thế, mình là tân tòng mà lấy người có đạo thì nguyên tắc là người có đạo phải làm gương sáng cho những người tân tòng hoặc là những người ngoại đạo, để họ được ơn quay trở về. Đây thì mình làm gương mù, gương xấu, làm sao người ta quay trở về. Rồi lúc mà con hiếm muộn, nghe người ta nói đi cầu nguyện, nói chồng con đi cầu nguyện, chồng con bảo đi làm gì, đến đó đông quá sao mà cầu được, chỗ đâu mà cầu, biết đâu mà cầu. Chồng cứ nghĩ là phải đến tận nơi gặp cái người ông thầy, ông ngải, ông bùa gì đó đặt tay rồi chữa lành hay được cầu nguyện, chứ đâu phải là đến có Chúa lòng thương xót đâu, khô đến mức độ cỡ đó mà. Rồi thì cứ đến đi, người ta đến mình đến chứ sao không đến. Thế thì cuối cùng đến, và Chúa tác động nơi cái người tân tòng ấy là mình phải quay trở về. Điều quay trở về lớn hơn điều hiếm muộn. Hiếm muộn đối với Chúa không khó, mà quay trở về mới là khó. Cho nên có rất nhiều người đến nói, thưa cha, con ung thư thời kỳ cuối, cha cầu nguyện cho con. Nói cái anh này là 30 năm bỏ Chúa này, với cái anh ung thư thời kỳ cuối, anh nào cần quay trở về hơn? Anh nào cần được chữa lành hơn? Nhưng mà thường những người bỏ Chúa, họ bảo 30 năm con không có quay trở về, không chữa đâu sao. Nhưng mà anh mà phát hiện ra anh ung thư, anh có lo chữa ngay không? Anh thấy nó khác không ạ? Khi mình phát hiện mình bệnh là mình lo chữa liền, ở đâu có thầy hay thuốc hay là chạy đến liền. Có đâu mà mình bảo ồ phát hiện ung thư à, thôi cứ để đi, rồi bây giờ 20 năm nữa cũng được đâu sao. Vậy mà anh ung thư tâm hồn anh để 20 năm anh cũng chẳng sao cả. Anh chỉ thấy nó khác nhau một cái đó. Vì thế mà tôi luôn luôn nói đi nói lại là đến với lòng thương xót Chúa, điều quan trọng nhất là hoán cải, là quay trở về, là nhận biết lòng thương xót Chúa. Đó mới là điều kỳ diệu vô cùng và ơn lớn lao vô cùng. Còn ơn mà chữa lành, với ơn trả hết nợ, với ơn đậu gì thì, tại vì họ khao khát cái điều đó. Họ khao khát cái điều đó. Nhưng họ quên rằng cái họ cần hơn là cái phần hồn thì họ lại không nghĩ tới. Nên chị em thấy không? Nhưng mà khi họ không khao khát, không kêu xin Chúa, làm sao Chúa ban ơn? Thì họ cứ để 20 năm nữa họ xin được mà. Có người 30 năm, có người tới 40 năm, 60 tuổi mà 40 năm bỏ Chúa. Mà anh tay bị đứt kìa, có dao vừa cắt đó, cứ để máu chảy đi, 20 năm nữa băng lại. Dám không? Thế vậy mà sao tâm hồn mình bị như vậy mà mình chẳng lo mà chữa ngay. Bỏ đi xưng tội, bỏ không rước lễ, mà sao không rước lễ thì con đang mắc tội trọng, con không rước lễ được. Bà đồng ý. Tại sao rồi cả tháng này không đi xưng đi? Anh thấy không? Mà có bây giờ chị nói, thưa cha con nhức răng quá, con không hát lễ được. Vậy thì để một tháng sau đi chữa răng, có không? Có không? Trả lời đi. Mai là lo chạy đi chữa liền, nhức răng sau chịu nổi, nhức quá, nhức quá. Mà tâm hồn mình khô khan bỏ Chúa, ê đâu có sao, em không có sao, có sao. Thấy Chúa không? Chúa phải chịu đựng con người ta ghê gớm chưa? Đấy. Chúa phải chịu đựng con người ta mức độ như vậy. Rõ ràng là cả hai cùng ung thư, mà cái thằng ung thư thân xác là nó chạy chữa liền, mà cái thằng ung thư tâm hồn nó cứ chơi ra vậy thôi.
Anh thấy không? Nó vẫn ích kỷ, nó vẫn tham lam, nó vẫn cao ngạo, chả còn phải chữa trị gì hết. Còn kia mới đau mắt tí đi chữa liền, mới đau tai đi chữa liền. Có người cha khấn cho con ngứa đầu lắm. Thì ngứa thì cãi chứ, khấn. Vặn 12 giờ đêm cha khấn cho con ngứa đầu quá. Điên cả lên. Sau 12 đêm nó khấn cho con, vì con thấy ân hận, con hối hận quá, con muốn đi xưng tội, muốn quay trở về. Nhận được cái tin đó vui biết chừng nào. Cha khấn cho con ngứa đầu. Thì gãi đi bà. Ngồi đi mà cười. Điên cả lên. Rồi cuối cùng thì khi mà họ quay trở về, họ được Chúa chữa lành như thế. Chúa cũng ban cho họ cái ơn là có con, dù là 5 năm không có, hiếm muộn. Rồi một chị thứ hai nữa, rồi điểm kế tiếp nữa là khi mà có thai rồi, sau 6 năm hiếm muộn như vậy, có thai rồi, mới đi khám thì bác sĩ nói bỏ, vì cái thai nó bị dị tật thế này thế khác. Vì lý do là người mẹ bị hội chứng thận hư, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến đứa con, cho nên phải bỏ đứa con. Nói bây giờ sao đây? Nói lại đi cầu nguyện nữa. Và cuối cùng kết quả là gì thưa anh chị em? Kết quả là mẹ tròn con vuông, cả hai mẹ con đều bình an. Bác sĩ rồi phải ngạc nhiên nói là phép màu. Biết nói gì đây? Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Thấy chưa con? Thấy giờ chưa? Rồi, kết thúc là một người nữa. Nhiều lắm, cứ mỗi ngày trang nhật ký nó cứ dày dần như vậy này. Chị tên là Anna Đỗ Thị Vinh, 50 tuổi, ở giáo xứ Xuân Thạnh ở Đà Nẵng. Chồng là một người ngoại đạo, 59 tuổi. Hay ở cái chỗ này, là đến nói thưa cha. Thưa cha, mẹ chồng của con là bà Trần Thị Liễu, 85 tuổi, mới được rửa tội. Hay là ở chỗ đó, chồng rửa tội đó là khó rồi, còn đây mẹ chồng cũng được rửa tội. Và cả nhà đã được rửa tội. Từ chồng, từ cháu, từ anh, từ chị, 10 người tất cả trở lại đạo. Tôi nói, ở đâu mà ra? Bảo thưa cha, nhờ cái này, nhờ những bài giảng lòng thương xót Chúa. Khi mà con nghe rồi, khi mà con cảm nhận được rồi đó, thì con cho mẹ chồng con nghe, cho mẹ chồng nghe, cho các anh các chị nghe, cả mọi người cứ nghe, cứ thấm dần, mưa dầm ngấm lâu, cứ vậy rồi cuối cùng nhận biết Chúa và xin trở lại. Và đặc biệt là bà chị của con là bà Maria Đỗ Thị Quý, 24 năm bỏ Chúa. Một chị dâu của con là Nguyễn Thị Liệu, 30 năm bỏ Chúa. Đứa cháu của con là 7 năm bỏ Chúa. Những người ấy cũng quay trở về. Ngoài 10 người được rửa tội thì người 30 năm, người 24 năm, người 7 năm đã quay trở về với Chúa. Từ Đà Nẵng bay vô để con chỉ muốn nói với Chúa là Hallelujah! Hallelujah! Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.